Xin chào cô chú và anh chị em. Bonjour, bonjour tout le monde. Mình ngủ ở cái khu vực này tối hôm qua. Hôm nay mình sẽ đi dạo một chút xíu và mình sẽ di chuyển đi một nơi khác. Ở đây vẫn còn là lắc Laveno ở Italy. Đó, cảnh vật ở đây rất là đẹp. Ici, c'est le lac majeur dans la ville Laveno, en Italie. Il y a le marché juste à côté au bord de l'eau. Ah, c'est génial. Il y a plein de trucs. On peut acheter pour faire souvenir. Ở đây, họ làm chợ phiên là các bạn đó, chợ phiên họ bán đồ rất là dễ thương đó, đồ bằng da. Ở Italy thì nổi tiếng hàng hóa về họ làm từ da, cũng như là túi xách hoặc là giày bóp hoặc là ví bằng da rất là đẹp. Wow, giờ thì saucisson et fromage miên đó, các bạn nhìn thấy họ bán đồ nhìn rất là ngon luôn. Fromage, quá sức là fromage luôn. Họ bán những cái bánh fromage rất là to và nhiều. Đó, các bạn nhìn thấy nè, toàn là fromage. Đó, ngon chưa, ngon chưa? Đi ngang cái khu vực này là thơm phức luôn. Những cái bánh fromage rất là to, nhìn rất là đẹp. Trời rất là nóng, cho nên là phải thưởng thức một chút kem cho nó mát. Rất là ngon ly kem. Maintenant, on va ailleurs. Mais c'est juste à côté le lac majeur aussi, mais on va dans un autre endroit. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi tới chỗ khác, cũng là cái hồ nước majeur luôn, nhưng mà mình đi tới chỗ khác, đi tham quan. Có những cái cảnh rất là đẹp ở đây. Trời và nước trong xanh luôn. Le ciel et de l'eau, c'est tout bleu. C'est magnifique le paysage ici. En face, c'est la ville Đối diện bên kia là một cái làng có tên gọi là Canoyo, rất là lớn luôn, phải gọi là cái phố, đúng rồi, cái phố rất là lớn, rất là đẹp ở đó. Mình sẽ đi qua đó, mình sẽ đi vòng quanh cái hồ này. Tại vì cái hồ này rất là đẹp, rộng và đẹp. Đây thì có mấy cái ghế gỗ này cho người ta nghỉ chân. Đây là cái bàn để cho người ta ăn uống buổi trưa. Đó, ở đây có rất là nhiều nắng cho nên là ấm hơn những nơi khác. Không khí ở đây rất là dễ chịu. Hiện tại ở ngoài trời bây giờ là 15 độ. Ở đây là Foggia. Ở đây là biên giới của nước Thụy Sĩ và nước Ý. Đó, mình đang đứng ở trên nước Thụy Sĩ này. Vừa đi qua khỏi biên giới. Đó, ở sát cái hồ nước. Đó, hồ nước có tên gọi là Lac Majeur. Đẹp ghê chưa? Ở bên kia hồ, nhà cửa người ta cất rất là nhiều luôn, rất là đông đúc ở khắp nơi luôn, đẹp ơi là đẹp. Oui, mais ici il y a trop les arbres, on voit pas bien. On va avancer. De toute Ouais. façon, on va faire ça là-bas et on va repartir par là. Là où je pense. Ouais. Sur le lac, il y a des moutons. On va rester 1 heure en Suisse à peu près. 1 heure. 1 heure en Suisse et après on fait en Italie. Ouais, on vient en Italie. Ouais.
Mình đi một vòng cái hồ này ở nước Thụy Sĩ, rồi mình sẽ đi ngang nước Ý, mình quay về nước Ý, đi qua đi lại, đi qua đi lại. Thụy Sĩ nổi tiếng là núi non và những cái hồ, có rất là nhiều hồ ở Thụy Sĩ, cho nên là nhà cửa các bạn nhìn thấy họ xây từng tầng rất là đẹp ở khắp nơi trên những cái vách núi. Và những cái căn nhà ở sát mé hồ như thế này giá cũng rất là đắt đỏ. On voit plein de maisons en Suisse sur la montagne. C'est magnifique. Đó. Những cái làng ở trên những cái vách núi ở khắp nơi như thế này đó các bạn, đó, ở Thụy Sĩ đó. Tại vì Thụy Sĩ núi non nhiều, đất thì ít, cho nên người ta tận dụng nơi nào là có thể xây nhà được là người ta xây nhà đó, ở khắp nơi luôn, ở trên những vách núi này, đẹp ghê chưa? Đây là một cái bãi đậu xe của những chiếc nhà di động gọi là chiếc camping car. Đó. Ở phía dưới là hồ nước. Sa petite terrasse pour nous. Ở cái khu vực này là toàn là của mình hết đó. Khi mà mình thuê một ngày hoặc là một tuần hay là một tháng gì thì cái chỗ này riêng biệt là của mình đó. Thì mỗi một cái nhà di động là có một cái khoảng như thế này đó, nhìn xuống hồ nước, hồ nước có tên gọi là Major. Voilà, c'est le lac Major et petit jardin ici c'est à nous. Il y a des escaliers pour descendre ici. C'est génial. Voilà. La température, c'est agréable. Pas trop chaud et pas trop froide. Magnifique ici. Voilà, je suis là. Đó, mình đang đứng ở trên rất là cao luôn của cái khu vực này. Ở đây là khu vực của nước Italy, hồ nước Maggiore của Italy. Thì hồ nước này giáp ranh với Thụy Sĩ và Italy. Nó dài 66 km và bề rộng là 5 km, rất là rộng luôn. Alo alo, được chưa được chưa? Một chút xíu cà phê thư giãn theo kiểu của người Italy. Voilà, un petit café à l'après-midi. Đó, nguyên cái khu vực này là khu vực của mình đó. Người ta rào lại để cho mình đừng có bị té xuống dưới, tại vì ở khu vực này cũng rất là cao. Tu vois, c'est bien vu, hein? On est très haut. Et on voit le lac en bas. En Italie. Mấy cái bàn, mấy cái ghế là của mình. Còn cái khu vực này là người ta cho mình thuê. Và ở đây có nhà vệ sinh rất là sạch sẽ và rất là tiện lợi. Giờ này nắng lên, trời rất là ấm và mát. Rất là đẹp ở đằng sau, các bạn nhìn thấy nè, đẹp ghê chưa? C'est le camping
de Combica. Ah oui, maman, t'as pris un masque? Oui. On a un concours aussi? Oui. Vous voyez le paysage? Waouh, c'est magnifique. De l'eau est très calme, très silencieux. Hồ nước rất là đẹp luôn, phẳng lặng như tờ. Rất là đẹp luôn, các bạn nhìn đi. Thấy nên thơ chưa? Cảnh đẹp như trong tranh luôn các bạn ha. Quá đẹp luôn. Je suis tout en haut. On est allé chercher quelque chose pour manger. Voilà, je vois sur le lac. C'est magnifique. Vous voyez? Ở dưới kia là hồ nước. Mình phải đi lên trên làng. Lên làng trên này. Ồ, mà cái dốc nó cao quá chừng luôn. Cho nên là đi lên hơi mệt một chút xíu. Đi bạn nhi. Ça c'est la route. Venez tout. Này, mình lên tới trên này nè. Bây giờ nó bằng phẳng rồi, hết dốc rồi. Đó, ngôi làng nhỏ nhỏ. Tuốt ở trên núi cao. Ở sát hồ nước của Italy. Có tên gọi là Genèse, no, không phải, gọi là Major. Giờ cái ngôi làng này mình không biết ở đâu hết, cho nên là mình phải đi theo cái bảng chỉ đường. Nó đi hơi vòng quanh một chút, hơi xa. Những cây hoa này, hoa quá trời hoa luôn, rụng đỏ cả mặt đất hết. Hoa cái nào cái nó đẹp ghê chưa? Đẹp, đẹp quý. Đó, bây giờ tìm được chỗ ăn rồi nè. Chỗ bán pizza. Này là hoa pensée này. Đẹp ghê chưa? Màu hoa pensée, màu hoa tình yêu. Ici c'est un restaurant, c'est très spécial de pizza. Cái nhà hàng này nổi tiếng là bán pizza rất là ngon. Ở đây là một cái làng nhỏ rất là cao. Thì so với mặt nước biển thì ở đây cái độ cao của nó là 740 mét so với mặt nước biển. Đây là món khai vị đây. À, ngon chưa, ngon chưa? C'est l'entrée. Đến Italy thì nên ăn bánh pizza. Tại vì bánh pizza được xuất phát từ Italy. Đây, màn đêm đã buông xuống. Đã 9 giờ tối rồi đó các bạn. 21 giờ đêm. Màn đêm đã buông xuống. Mình nhìn bên kia hồ có những ánh đèn. Đẹp ghê chưa? Ánh trăng thì rất là sáng luôn. Thì mình xin dừng video lại đi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video của mình thì xin cho mình một like nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào. À, bientôt les amis. Au revoir.